đạo này nó cũng là theo cái cổ truyền. Ví dụ là năm nào mà cái cây đào mà nó tươi tốt đấy, thì là người ta thích lắm. Ví dụ mình đánh cây ai cũng thế thôi, tâm lý người ta Vâng. bảo cái cây ví dụ chẳng may nó bị héo Dạ. là có là người ta nghĩ là có điểm dở chẳng hạn, À dạ đó vâng. nó bật cái tâm lý Vâng mình vâng cái vâng đúng đó rồi ạ. mà. Vâng. Bây giờ đang coi thì mẹ về chơi cây Mua đào mấy tí nướng thôi, rồi, mua mấy nướng nó rồi đi đó. chơi thôi. Dạ cứ tưởng là mua mua Dạ chào à. cô. Là Đúng không, xin. tâm lý mẹ cả ngày Tết ví dụ ai vào trong cây đào nó là tươi ra giá ủi rủi đào nhà ông đẹp nhỉ, Vâng. cái kia đem mẹ héo rũ thì tâm lý mình bực cả Dạ. ngang giờ. Tất nhiên là người bán này, người ta cũng không 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 muốn thế, nhiều người cứ bảo là kích lọ kích kia nó từng cây. Tất nhiên ở trong một cái ruộng nó bị cái nào sốt một vài cây, đám người không thông cảm ra đúng là đang đẹp trai này mà vào cúi mặt xuống khi lấy cây ra bảo mẹ 85 giờ tôi làm ăn như nào mà cây đào chơi ông héo mẹ tách việc không, thế là cho thuê đấy. Dạ. Đấy gọi là cái gọi là rủi ro đấy nhỉ? Rủi ro Rủi ro có thôi. ai muốn, Vâng, bây đúng giờ rồi. mình vào nhà ta có cây đào lấy cây ra nó lở tách bạch thích Đúng rồi. tâm Thế lý mình rủi cũng thua muốn là hoa nó nở nó đẹp thì sang năm người ta lại tìm đến mình đúng không? Cái ruộng này em phải đến 60 cây, 90 cây ạ? 60 À cây 60 nhưng cây. ruộng này của chú là 110 cây, À, thế là chú là hơn 100 cây đúng không? Hơn 100 gốc. 170 cây. Là hai ruộng này là chú bán lẻ đấy. Một ruộng này thôi, còn ruộng kia chú bán buôn chú À. lựa chú bán. Rồi. Ở bên này chủ yếu là trồng đào chứ nhỉ? Cháu thấy ở bên đồng ruộng là trồng quả quất đấy. Không, ở đây thì có nhưng mà cái dưới kia là cái xã cái thôn kia lại quất nhiều À đấy, dơn à quất mới đó. dơn ở khu ở dưới kia, tại cháu đi ở trên này cháu chỉ nhìn thấy toàn đào thôi không thấy quất Không, đâu. khu này À khu này toàn đào, quất là tít ở dưới kia. giờ mỗi làm này nó vui lắm, Dạ tại Tết thì trước ai cũng đi bán hoa chứ. vâng, cái này là chỉ mình bận rộn cái tầm gần Tết 1-2 tháng Tết thôi chúng chú. Nhưng mà trông cái chăm sóc cái cây đào nó cũng mệt lắm, suốt ngày ngoài đồng rổ cỏ rồi cũng chăm mà thuốc sâu đấy đâu có chuyện. Xong này còn phải thời tiết nữa chú nhỉ? Thời Thời tiết tiết mà thời tiết là bây giờ nói thẳng là người ta trồng người ta cũng có kinh nghiệm rồi nên là hầu như hiếm khi trượt đấy. vâng. Cái đoạn mà cháu thấy là vặt lá đấy. Đấy vặt lá đấy, người ta phải xem một cái mày cái là nó như thế nào, cả đồng chẳng hạn Vâng. cứ nhà Cháu. loại theo nhà kia chứ À không vâng. có được 2 cây không, cây kia anh cũng đánh rồi nhưng mà anh chưa bảy. Lấy cây thôi, Chú ngồi nhé, cháu đi vòng vòng tí. Vâng, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Hải Phòng Today. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại làng hoa Kiến Phong của xã Đồng Thái, huyện An Dương mọi người nhé. Hôm nay thì chúng ta cùng dạo một chút qua cái làng hoa Kiến Phong này. Trước đây thì ở chỗ cái biển sát kia thì có cái biển làng hoa Kiến Phong này. Kính chào quý khách, nhưng mà hiện tại thì các làng hoa năm nay thất thu hay sao mà không không thấy làng hoa nào có biển cả mọi người ạ. Cả cái làng hoa Đồng Dụ cũng không có, làng hoa Đặng Cư cũng không có luôn. Vâng, ở làng hoa Kiến Phong này thì mình thấy đa số là trồng đào thôi, nhưng mình không thấy có quất. Đào rất là nhiều. Hiện tại là người dân bắt đầu là đánh đi để bày bán ở các khu vực chợ rồi. Và người ta chỉ đánh đi một số lượng rất là nhỏ thôi, bao giờ bán hết thì người ta lại về đánh tiếp mọi người ạ.
Và người ta để ở ruộng này thì có rất nhiều du khách đến đây để xem và cũng để mua nữa. Đây, mọi người có thể nhìn thấy ở dưới rất là nhiều khách luôn. Rất nhiều khách đến tham quan này, mua đào nhá. Không nhiều người, người ta không thích mua ở chợ đâu. Người ta thích đi xuống cái cánh đồng này, làm hoa đào này, người ta mua cơ. Và ở đây thì cũng có dịch vụ là trở về đến tận nhà cơ. Đầy đủ luôn mọi người ạ. Nên chúng ta xuống đây thì chúng ta có thể ngắm được nó nhiều hơn, nó đa dạng hơn. Bằng những cái cành gốc to như thế này là những cái cành ghép ấy mọi người. Những cái cành ghép ở khu dưới kia thì có rất là nhiều những cái cây ghép to nữa cơ. Và những cái trang mạng xã hội thì mấy hôm trước mình thấy có tờ báo nào mà đăng là ở Đặng Cương, An Dương thì có những cái gốc ghép như thế này này, chỉ cho thuê thôi chứ không bán đấy, 60-70 triệu một cây. Ở đây thì mình thấy nó khá nhiều luôn mọi người nhá, khá là nhiều luôn đấy. Hoa bắt đầu là nở rồi, bắt đầu là nở hoa rồi này. Và tầm này thì là người ta cũng bắt đầu là ươm những cái gốc cây mới mọi người này, những cái gốc trắng ấy, ươm những cái gốc cây mới để người ta ghép ấy, ghép mắt những cái cành đào này vào rồi. Tầm này là tầm đang tầm mưa phùn nên là rất là thuận lợi cho cái việc ghép mắt đào ở đây. Ở đây thì ruộng nào cũng có những cái biển tên và số điện thoại nhé. Mọi người đến đây thì có thể liên hệ, nếu mà chủ vườn không có ở đây thì có thể liên hệ. Và cái vườn bên này thì toàn đào ghép thôi, trồng cây gốc rất là hầm hố luôn. Và những cái chỗ mà trắng trắng như lúc nãy mình chỉ cho mọi người đấy thì là cái người ta mua những cái gốc về, người ta trồng và người ta bắt đầu người ta ghép lại như này. Đây, những cái cây gốc như thế này mọi người này, ta ươm như thế này và người ta sẽ ăn ghép mắt vào đây để rồi nó sẽ được cái thành quả như thế này mọi người nhé. Nhưng nhiều người nghĩ là cây đào mọc lên như thế, không phải đâu, người ta ghép đấy. Tầm này là bắt đầu người ta đã làm cái công đoạn đấy rồi mọi người này. Đồng nàng hoa Kiến Phong rất là rộng luôn và mọi người có thể đến đây rất là dễ. Mọi người có thể đi ra ngã tư ngã năm Cơ Điện ấy và chúng ta đi vào đường An Kim Hải, đường mương An Kim Hải chỗ bệnh viện Tiệp 2, và mọi người cứ chạy thẳng xuống thôi, chạy thẳng xuống dưới khoảng một cây hơn cây nữa bên tay phải của cái bờ mương, mọi người có thể nhìn thấy ngay cái cánh đồng đào ở đó. Hiện tại thì các cánh đồng đào bây giờ là rất là nhộn nhịp rồi, và ở ngay gần đây thì có cánh đồng đào Đặng Cương và Đồng Dụ nữa. Ba cái nàng đào này khá là gần nhau mọi người ạ. Mọi người chạy quá tít xuống dưới kia một đoạn nữa thì đến ngã tư Quốc Banh ấy. Mọi người có thể nhìn thấy ngay bên tay phải là cái nàng hoa Đồng Dụ. Ở đó thì bây giờ ở ngoài đường người ta cũng bày bán rất là nhiều rồi. Bây giờ cũng là 11 rưỡi trưa rồi mọi người ạ. Tầm 11 rưỡi rồi, mình xem nào. 11 giờ 14 phút. Vâng, tầm này cũng quá muộn rồi nên là chỉ còn những người dân và một rất là ít khách ở đây thôi. Hôm nay thời tiết cũng khá là đẹp mọi người nhé. Hôm qua đến hôm nay thì thời tiết rất là hạnh và nắng. Thời tiết đẹp nên là mọi người đi xem ngắm hoa đào đông hơn mọi hôm. Rất là nhiều luôn. Còn hiện tại đào, các làng đào thì mình thấy còn khá là nhiều đào ở trên vườn, chưa được bốc đi đâu. Phải ngoài 20 mọi người ạ. Như chú vừa nói thì phải ngoài 20 thì mới đông vui nhộn nhịp được.
tầm đó thì người ta sẽ đến lấy đào và mua đào rất là nhiều. Và những cái người mà người ta đặt đào từ trước ở vườn ấy thì tầm đó thì người ta mới bốc về nhà thôi. Tầm này vẫn là sớm, tầm này mới 16 âm thôi mọi người ạ.